10 cặp là hết 9 cặp cưới nhau. Quen quen ảnh nó có 3 ngày thôi. Vậy em nói anh là em có bầu. Ôi trời ơi. Hello chị. Hello em. Em lâu rồi mới gặp nha, nhưng mà em có này em muốn nói chuyện với chị em. Tại vì em mới quen anh kia. Rồi chị hiểu rồi, sở trường của chị, sở trường của chị cưng ơi. Sở trường của chị, sở trường của chị cưng ơi. Chị nói em nghe, chị tư vấn cặp nào ha? 10 cặp là hết 9 cặp cưới nhau. Yên tâm tin chị, tin chị. Rồi bây giờ để chị bài cho em cách này hay lắm. Ồ, hay quá vậy. Thử đi nha. Ok chị luôn, em về em sẽ làm cách chị nói. Cái gì báo chị nha cưng. Ok ba chị. A few moments later. Sao em? Ôi, sao rồi, có làm đúng cách chị bài không? Đó, em làm đúng như cách chị nói luôn, mà anh bỏ em rồi. Mà anh bỏ em rồi. Làm sao, em kể lại chị nghe coi thử đúng không? Em nói gì cha chị nói luôn, em nói với ảnh là em có bầu rồi. Ảnh là em có bầu rồi. Ừ đúng rồi. Chị anh bỏ em. Trời ơi, sao kỳ vậy ta, chị thử hết 10 người, 9 người là cưới nhau mà sao em lại bỏ ta? Em không biết đâu. Chị biết không, em quen ảnh nó có 3 ngày thôi. Em quen ảnh nó có 3 ngày thôi. Vậy em nói anh là em có bầu. Ủa trời ơi. Sao giờ, anh bỏ em rồi đó. Chị có công việc, chị đi xíu. Chị vậy. Chị kỳ quá vậy. Chị.